xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của hải thì nội dung trong video này mình sẽ cập nhật một cái chức năng mới của cái kèo khai thác đó là cái đồng mà wave coi coin nha các bạn thì bốn ngày trước dự án cũng đã công bố đó là à, họ sẽ mở tge và à, listing này tức là niêm yết trên sàn giao dịch đó. sớm hơn dự kiến nha các bạn còn à, cái ngày giờ cụ thể thì họ chưa thông báo nha thì à, cái ngày giờ cụ thể họ sẽ thông báo sau nha các bạn còn trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chức năng mới đó là à, Web AI nha các bạn thì à, mình sẽ dịch cái bài viết này ra cho các bạn dễ hiểu nha rồi và cái bài viết của nó có những nội dung như sau nè đó là giới thiệu cái chức năng à, Web AI nè chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Web AI một cơ chế mới à, trong đất coi mang lại thu nhập thụ động và cơ hội mới À, đó là tiền tệ mới cái đồng ai à, kiếm WWI à, chỉ bằng cách sử dụng wai bot và nâng cao hiệu suất trong trò chơi của bạn. Thu nhập thụ động, bây giờ bạn có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi bạn không chơi, hoàn hảo cho cả hai người chơi cũ và người chơi mới sử dụng wai coi nè. À, leo lên cái bảng xếp hạng nè, đó là nâng cấp bot của bạn tăng thu nhập wai leo lên những cái bảng xếp hạng và cạnh tranh để mà giành cái đồng tôn này, tiền thật nha các bạn. Rồi tiếp theo đó là mời chuyên gia nè tăng cường AI của bạn bằng cách mời chuyên gia tức là mời bạn bè đó các bạn. Rồi tiếp theo đó là nó sẽ tác động trực tiếp đến cái mà à, cái tỷ lệ trả thưởng ERIP à, với cái việc mà à, chúng ta tích cực sử dụng AI sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc bạn tham gia vào đợt AirDrop sắp tới nè, sắp có thêm thông tin chi tiết nha các bạn. Đấy, chứ, tức là chúng ta phải tham gia nha các bạn. Nếu mà chúng ta không tham gia có thể là à, nó không trả AirDrop cho chúng ta đó các bạn, cho nên các bạn tham gia nha rồi Hiện tại khi mà các bạn đăng nhập vào cái ứng dụng QW của chúng ta nè thì cái phần bên ngồi nè thì chúng ta vẫn khai thác cái cái điểm bon bình thường như các bạn đây cái điểm bon bình thường nha rồi tiếp theo là à, các bạn có thể gửi sẽ tắt ngay chỗ này nè để mà nhận lại cái lãi nha đây mình cũng đang gửi sẽ tắt kênh là các bạn có thể gửi nha Ví dụ các bạn bấm vào dấu cộng là các bạn có thể gửi ba bốn gối cũng được bấm vào dấu cộng nè thì ở đây nó có những cái gối phần trăm cho các bạn lựa chọn các bạn bấm vào sửa tắt đó ở đây nó có ba ngày thì hai phần trăm là bảy ngày thì bảy phần trăm mười ngày thì hai mươi phần trăm thì các bạn có thể gửi ở đây nha rồi bây giờ chức năng WDI là ngay chỗ này nè đây có chữ WDI nè các bạn bấm vào cho mình nha khi các bạn bấm vào thì ở đây có dấu mũi tên nè các bạn bấm bỏ qua hết các bạn bấm cứ bấm bỏ qua đây này bấm bỏ qua hết nha các bạn rồi các bạn bấm chữ chạy nè là nó sẽ tiến hành khai thác cho các bạn nha ấy là nó đang khai thác nha các bạn thì cái thằng này á đồng hồ nó chạy bên dưới này là sau uh, 8 tiếng nha các bạn sau 8 tiếng các bạn vào bấm khai thác một lần và chúng ta có thể nâng cấp đó là những cái phần này nha hiện tại là nó đang có đó là bốn uh, phần nha các bạn đây một hai ba bốn phần nè thì các bạn uh, có thể nâng cấp nha và các bạn dùng chính cái điểm uh, web nè để mà các bạn nâng cấp nha ở bên đây là tốc độ khai thác cơ bản của chúng ta nè là 0.25 cái đồng web trên một giờ nè ví dụ ở đây các bạn bấm vào cái phần đầu tiên là bấm vào đây à, mình sẽ nâng cấp từ 0.02 cái đồng WAI à, cộng thêm đó là không lên là 0.04 cái đồng à, WAI nha các bạn, tức là mình nâng nâng cấp level á. Rồi. Nhưng mà ở đây hiện tại là mình à, chưa đủ cái đồng à, WAI nha các bạn cho nên mình à, à, đó là không nâng cấp được nha. Đấy thì các bạn cứ việc à cái đồng ai cũng cho chúng ta khai thác rồi chúng ta uh, nâng cấp lại bốn cái mục này lên cho mình nha các bạn thì uh, nâng cấp càng cao giống như các bạn mở thẻ hamster combat vậy đó các bạn nâng cấp càng cao thì các bạn sẽ uh, đó là nhận được cái đồng ai uh, tốc độ khai thác nó càng cao nha các bạn thì các bạn có thể nâng cấp hết lên nha các bạn nâng cấp đều ra nha uh, các bạn không nên dùng một cái để mà nâng cấp ví dụ ở đây là level không nè các bạn có thể nâng cấp lên level một xong rồi thằng này cũng level không các bạn nâng cấp lên level một đấy bốn thằng luôn các bạn nâng cấp đều đều một lần xong rồi các bạn nâng cấp lên level 2 các bạn nâng cấp level 2 hết nha các bạn Đấy. rồi hiện tại thì à, à, bạn nào chưa đăng ký khai thác dự án quay đất coi thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần ghi bình luận cho các bạn đăng ký nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau